Dạ vâng, em Tùng xin chào anh em. Thì hôm nay em về cái combo của hãng Boss, thì máy khoan bê tông của hãng Boss, đi kèm với nó là hai pin 6A và một sạc điện 120V, và hàng này hàng Mỹ về. Sạc này là sạc nhanh nhất hãng, thì nó new 100%, sạc này là điện 120V, và hàng này hàng sản xuất tại Đức. Máy này sản xuất tại Đức và pin này sản xuất tại Malaysia. Thì những anh em mà cần pin thì cục pin này 2,5 triệu, pin co 18V, pin này siêu tiết kiệm pin nha anh em, nó có làm mát, và một cục pin thì 113W, sản xuất tại Malaysia. Nó có tem niêm phong ở đây này. Pin này chuyên dùng cho những anh em mà có máy mài này, máy khoan, máy đục, tất cả thì sử dụng chung hệ pin của hãng Bosch, có cả máy Việt Nam vẫn sử dụng được nha anh em. Vâng, và em sẽ gửi cho anh em xem máy khoan Bosch. Mã của nó là GBH18V-26. Thì nói chung là em Boss này là nó thế hệ thứ tư, là gọi là trùm rồi đó. Thì so về Miyuki, Makita, The One, thì tất cả các kiểu và ở trang web nước ngoài họ so sánh thì cái Boss này đứng đầu luôn nha anh em. Tương đương với Hinti. Đấy. Rồi, máy khoan này nó sản xuất tại Đức. Đây anh em. Sản xuất tại Đức nha. Đấy. Germany này. Đấy. Máy khoan này nó không có sản xuất nơi khác. Tại tại vì dòng này là dòng Pro rồi. Dòng lớn rồi, sản xuất tại Đức thôi. Đấy, những anh em mà nói sang Malaysia rồi là không đúng rồi đó. Rồi em sẽ gửi cho anh em xem, em test cho anh em xem. Đầu kẹp của nó là SDS 13, SDS Plus luôn, 13. Vâng, rất là khủng lên. Và nó không chỗ thang, rút led cũng nhẹ nha anh em. Nói về dòng Boss thì nó chuyên là nó đục rất là khủng hoảng, cỡ cả hàng điện cũng được vậy. Hàng điện mà mấy con đúng chính hãng Boss thì Makita rồi là thua, nói về đục là thua. Nó chạy tốc độ rất chậm nhưng mà lực của nó giọng hơi rất là mạnh nha. Nó có tốc độ từ 70 lên luôn. Đấy. Đỡ cho khi mà anh em muốn khoan vào gạch á thì nó không có bị vỡ gạch. Nó có mở cái cổng ra để cho anh em kết nối với máy hút bụi. Rồi, em cho anh em xem cái này là khoan này. Cái này là khoan đục này. Rồi đây là nãy gặp này. Khi mà miếng gạch đó thì anh em muốn khoan thì nó sẽ lật lên để cho nó này gạch, hoặc là anh em khoan gạch men thì nó sẽ chạy từ tốc độ chậm lên đấy và đục. Rồi mình chuyển qua tốc độ chậm chậm.
qua nó hai gạt qua là cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em nào mà muốn hàng chất sản xuất tại Đức thì giá 15 triệu. Cảm ơn anh em.